Vâng, kênh đất giá rẻ bên em hôm nay quay cho quý anh chị, quý bà con, cô bác một lô đất rẫy nha quý anh chị nha. Đó, lô này nằm trên cái mặt tiền đường đang làm đây. Đường này là quy hoạch 20m5 này, thẳng từ xã Trà Mốt lên nhà máy mía đường này. Đấy, em quay cho quý anh chị cái lô đất rẫy đang trồng mía đây này. Đây có cái chiều mặt tiền là sát với lại cái nền đất mới đổ này. Đó, kéo dài lên đến mãi cái đầu trên kia, nó nằm vô phải hơn 800 mét mặt đường nhá. Để em lên em quay cho quý anh chị xem, đằng sau đuôi đó là khu vực đó là người ta làm lúa. Ở đây có kênh thủy lợi nha quý anh chị nhá, có kênh thủy lợi đó. Đấy, cái lô này là 18,5 hecta, mặt tiền đường thì nó dài miên man luôn, nó phải 800 mét, hơn 800 mét à. Đất thì đang trồng mía nhá, đất thì gia chủ đang trồng mía. Liên xã đang làm nhựa đây. Cô này là gia chủ đang trồng toàn bộ là mía này. Trên giấy thì có một căn nhà ở tạm, có giếng khoan đầy đủ luôn. Đất thì phải nhẹ nha. Anh chị nào quan tâm những cái lô đấy mặt tiền đường nhiều này thì alo cho em này. Đây, ở đây người ta trồng nó thì trồng ít nhiều nữa. Đây, bao gồm cả cái căn nhà này nhá. Đó, bao gồm cả căn nhà này. Cả căn nhà này là có giếng khoan này. Đó. Đây, có giếng khoan. Có kênh thủy lợi trên đầu này, có kênh nhánh chảy giữa đất nữa này. Đó, có kênh nhánh này. Lô này thì quý anh chị trồng cây ăn trái hay là làm ruộng đều ok nhá. Đấy, toàn bộ cái khu vực mà đang trồng mía này là đất của bên chủ đang cần bán hết á. Đấy, có cái con kênh nhỏ này. Đó, đây cũng một mặt đường này. Đấy, bên đây là mặt đường đang làm nhựa này. Đó, bao gồm cả cái nhà đầu kia. Trên nhà nó có giếng khoan đầy đủ rồi. Mặt tiền đường này là hơn 800 mét này. Đất thì đang trồng mía. Nguồn nước là có kênh thủy lợi này. Chất đất ở đây thì thoải cơm, cát đen, đất thoải nhẹ. Anh chị có thể làm ruộng được, làm cây ăn trái được. Rồi anh chị nào quan tâm đến cái lô rẫy này thì alo cho em. Số điện thoại của em 0977280818. Mặt tiền đường hơn 800 mét. Rồi em xin phép kết thúc video đây. Hẹn quý anh chị vào những video tiếp theo.